chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube Nhà đất Mạnh Hơn, chuyên trang mua bán nhà đất khu vực cầu Hóc Môn quận 12 và các vùng miền phía tây của Sài Gòn. Lời đầu tiên chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và thành công. Trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay thì nhà đất Mạnh Hưng đang có mặt ở trục đường Bùi Văn Ngữ, huyện Hóc Môn, ngay giáp với phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Bên kia là Nguyễn Anh Thụ, ngay chợ ngã Ba Bồng, trường học Tô Ký, để chia sẻ đến quý vị và các bạn một căn nhà mặt tiền đây. Và phía sau của chúng ta còn hai căn nhà nữa với diện tích 466m², được xây dựng gồm 3 căn nhà theo kiểu Mỹ nha. Nở hậu phía sau rất là rộng rãi. Đây là căn mặt tiền với diện tích ngang 4 dài 18, gồm 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 toilet. Phía sau thì chúng ta còn hai căn nhà nữa, một căn biệt thự và phía sau thì có một khoảng sân vườn và một căn nhà dài, rất là dài, rất thích hợp cho đại gia đình mình ở đông người và 3-4 gia đình để ở được nhà quý vị và các bạn. Và đây là căn nhà biệt thự kiểu Mỹ đây, mái chốt rất là sang trọng và đẹp đẽ nhà quý vị. Và đây anh chủ nhà có đơ chậu dừa đây. Đây là 3 căn nhà theo kiểu Mỹ và nở hậu rất là rộng rãi nha, thích hợp đại gia đình mình ở đông người, đông gia đình. Và có một căn mặt tiền với diện tích căn 4 dài 18, 1 trệt 2 lầu, và căn đó chúng ta có thể cho thuê buôn bán kinh doanh thầm trầm út. Mặt tiền của Bùi Văn Ngữ cách chợ ngã Bao Bầu khoảng 50m, và đối diện một xíu xéo qua là trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, và chạy xuống đoạn nữa khoảng 200m thì là ngã tư Tô Ký giao với Nguyễn Anh Thủ và trường đại học giao thông vận tải nha, trường đại học lao động thương binh xã hội, tập trung ở ngã tư Nguyễn Anh Thủ rất là nhiều. Và chúng ta di chuyển ra khoảng khu vực 50 bước chân thì đầy đủ tiện ích không thiếu gì, chờ ngã Ba Bồng, Bách Hóa Xanh, và bên kia là đường Nguyễn Anh Thụ, một khu vực rất là sầm uất, và chúng ta có một căn mặt tiền để cho thuê sinh lời. Phía sau thì gồm một căn biệt thự và một căn nhà dài, chúng ta có thể ở đại gia đình nhà quý vị và các bạn. Và cô chú anh chị quan tâm đến căn nhà này, hãy alo ngay cho nhà đất Mạnh Hưng theo hai số hotline trên màn hình, kết bạn Zalo để được đi xem và lựa chọn được căn nhà ưng ý nhất cho mình. Và quay trở lại ba căn nhà này thì chúng ta đang tham quan căn biệt thự đầu tiên, gồm 3 phòng ngủ và 3 toilet nha, có bếp rồi, có phòng khách rất là rộng rãi, có cửa sách đây, tủ bếp gồm tủ bếp trên và tủ bếp dưới, hệ thống tủ bếp gỗ rất là xịn sò. Xung quanh toàn nhà của chúng ta thì được có hệ thống cửa sổ mở ra lối đi và sân vườn, nên tạo sự thông thoáng và thông khí cho căn nhà của mình nha. Đây là một trong những căn nhà rất là rộng rãi với diện tích ngang 466m² đất thổ cư, full thổ cư, thì chúng ta sở hữu 3 căn nhà rất là rộng rãi, thích hợp ở đại gia đình, và có giá bán là 27,8 tỷ, còn thương lượng nhà quý vị và các bạn. Và đây, đây là khoảng sân phía sau, chúng ta để sân vườn, có hai cây cau, hai cây dừa cảnh anh đã trồng sẵn đây. Và sân này thì cho con cái, con cháu của chúng ta đã banh là còn được nha. Và xung quanh nhà được rào thép gai, rất là an ninh, an toàn nha quý vị. Và anh chủ nhà đang chăm chút tưới thảm cỏ xanh của mình đây. Và phía sau thì chúng ta có một căn nhà cấp 4 này, rất là dài. Cái này giống như là một cái sảnh tiệc nha quý vị, đã đỡ được phải 7-8 bàn ăn, bàn nhậu lúc nhà của chúng ta có tiệc tùng.
và phía sau có toilet nữa. Còn đối với vị không sử dụng này căn nhà này để ở thì chúng ta sử dụng tiệc tùng, còn nếu sử dụng để ở thì chúng ta có thể ngăn được ba phòng đó, rất là dài và rộng, một vị trí rất là đắc địa ngay mặt tiền Bùi Văn Ngữ, huyện Hóc Môn, trung tâm thị trấn Hóc Môn và giáp với Tân Chánh Hiệp, quận 12, ngay chợ ngã ba Bầu. Căn mặt tiền thì chúng ta có thể cho thuê và chỉ đại gia đình mình thì ở phía sau này, rất là hợp lý nha quý vị. Và quý cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà đất Mạnh Hưng. Ngoài căn biệt thự, ba căn biệt thự này thì nhà đất Mạnh Hưng còn nhiều căn nhà khác cần bán trên kênh, rất giá rất là ngon, rất là rẻ và để phù hợp với nhu cầu của anh chị thì hãy vào xem và lựa chọn căn nhà được ưng ý nhất cho mình. Và quý vị và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà đất Mạnh Hưng. Và có những chia sẻ góp ý gì thì cứ comment và bình luận bên dưới nhé, để chia sẻ góp ý cho nhà đất Mạnh Hưng hoàn thiện hơn nữa. Và đăng ký kênh, hành động của quý vị thì là miễn phí nhưng là một cái động lực và niềm vui để chúng tôi cố gắng review những căn biệt thự phố, những căn nhà phố, những lô đất đẹp gửi đến quý cô chú anh chị, cô chú anh chị lựa chọn. Và cần mua thì lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất cho mình nha. Và sau đây kính mời cô chú anh chị tiếp tục tham quan ba căn biệt thự phố với diện tích ngang với diện tích 466 m² và có giá bán là 27,8 tỷ đồng, còn thương lượng mạnh nha, anh đang cần tiền và bán rất gấp nha quý vị và các bạn. Và sau đây kính mời anh chị và các bạn tiếp tục tham quan căn nhà, ba căn nhà của mình nha. Đây thì có thảm cỏ xanh này, hàng rào và sát con tường có trồng những khóm trúc rất là đẹp nha. Ba căn nhà kiểu Mỹ có diện tích 466 m², full thổ cư và rất là đẹp. Đây chúng ta quan sát mặt tiền, cỏ cây, hoa và xung quanh nhà được chừa lối đi rồi và có lưới thép gai rất là thông thoáng. Và phía trên thì phía trước như này thì chúng ta có một căn nhà ngang 4 dài 18 và mặt tiền để cho thuê nha. Và đây chúng ta cùng quan sát lại con đường và căn nhà mặt tiền này, một con đường mặt tiền Bùi Văn Ngữ và phía trước thì buôn bán rất là sầm uất, có anh Văn Thơm đây. Và phía bên tay trái nhà mình thì có shop quần áo nhé, rất là tiện ích nha quý vị. Căn mặt tiền này thì cho thuê hoặc là chúng ta làm những dịch vụ kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha. Có khách đang tham quan thì nhà đất Mạnh Hưng tranh thủ review căn ba căn biệt thự này để gửi đến quý cô chú anh chị. Đây là cái nhà cấp và căn nhà lầu mặt tiền của chúng ta đây, một trệt hai lầu nha. Cầu thang thì lan can là sắt và nền lát đá hoa cương nha. Và đây chúng ta có một phòng bếp được bố trí phía trước đây, trước bước ra ban công. Và trần thì sơn nhũ vàng. Phía sau thì chúng ta có một toilet và một phòng ngủ phía sau nha. Đây toilet với thiết bị vệ sinh đầy đủ nha. Một căn nhà hai lầu thì công năng sử dụng đầy đủ nha. Đây chúng ta được tặng một tủ quần áo đấy nha quý vị. Sau đây quý vị lên tham quan tầng 2 nha, tầng 2 của căn nhà mặt tiền này nha quý vị. Cầu thang lát đá hoa cương rất đẹp. Quý vị và các bạn quan tâm đến ba căn nhà này thì hãy alo ngay cho nhà đất Mạnh Hưng theo hai đầu số hiện bên góc trái màn hình kết bạn Zalo,
xem những căn nhà đẹp và lựa chọn được căn nhà ưng ý nhất cho mình nha. Quý cô chú anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà đất Mạnh Hưng nha. Đây chúng ta thì tên tầng 2 thì có 2 phòng ngủ và 1 toilet, có cửa mở ra 2 căn biệt thự phía sau của mình, một không gian rất là thông thoáng nha quý vị. Và căn nhà nằm ở vị trí rất là đắc địa. Và phía trước đây, chúng ta còn một phòng nữa đây, có thể dùng làm phòng thờ nha quý vị. Đây chúng ta cùng ra ngắm ban công mặt tiền chính trước của căn nhà, một khu phố ổn định lâu năm nha. Và video của nhà đất Mạnh Hưng đến đây sắp kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video sau. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video. Nhà đất Mạnh Hưng xin chân thành cảm ơn quý vị và rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.